công thôi quý vị ạ. Và bây giờ thì chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai chàng trai của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Thấy vui à, thấy là thấy vui rồi đó, có sự đối lập. Rõ ràng hả? Và bây giờ mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái nào. Rồi, từ thôi, từ thôi. Ổn định vị trí hết rồi Tường à? Ổn định vị trí rồi ha. Như vậy thì chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó là giới thiệu về bản thân. Mời chàng trai ngồi ở ghế xanh. Em chào chị Cát Tường, chào anh Hương Minh Đạt. Em tên là Đoàn Minh Quân, em năm nay 35 tuổi. Em hiện đang làm lập trình viên, nhà em ở quận 2. Quê mình thành phố luôn? Dạ, em người ở đây luôn. Mình đang sống với ba mẹ hay với ai? Dạ, em sống với ba mẹ. Nhưng mà tính ra 35 tuổi trẻ hay không quý vị? Trẻ, một tràng pháo tay cho chàng Quân à, rất là trẻ. Rồi, cụ thể là điểm mạnh, điểm yếu của Quân là như thế nào nè? Nghiêm túc trong các mối quan hệ. Có thể làm việc một ngày em đi làm buổi sáng, buổi chiều và buổi tối em có thể làm việc tiếp. Làm gì dữ vậy? Rồi thời gian đâu dành cho bạn gái? Có bạn gái thì mình không làm, mình đi chơi à. Dạ. Điểm yếu thì em không có lãng mạn, hơi cứng nhắc. Ừ. Bây giờ hiện tại rồi mình làm không à hả? Có thời gian rảnh rỗi thì em giải trí bằng gì? Đi nhậu với bạn em. À, dạ. Cũng có đi nhậu. Dạ. Uống được nhiều không? Dạ, uống bình thường. Hả? Uống bình thường. Bình thường sao thấy bụng bia vậy? Dạ, do nhậu nhiều. Do nhậu nhiều, bớt bớt nhậu lại nha. Dạ. Chưa có con cái nha. À, đó là những thông tin của chàng trai Quân. Quân ngồi ở ghế màu xanh, ha, 35 tuổi ha. Bây giờ cô gái ngồi ghế màu xanh giới thiệu về mình đi nè. Em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và hai bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Ái Như. Em năm nay là 30 cộng. Sinh năm mấy à? Em sinh năm 88. Tiếp tục à? Hiện tại thì em đang làm bên ngành viễn thông. Em nghe bên kia là bạn nam cũng có là làm bên IT à. Tại vì ngành chính của em hồi xưa là em học là công nghệ thông tin. Ừ. Nhưng mà đáng tiếc là em đi theo kinh doanh. Em làm viễn thông bao nhiêu lâu rồi? 12 năm rồi. Kinh nghiệm chung đầy là đặn em luôn cũng á. Có duyên với ngành. Từng có giai đoạn là em rời ngành sang bất động sản. Nhưng mà cuối cùng thì em cảm thấy là nghề đưa đẩy rồi em cũng quay về nghề cũ. Cái công nghiệp sở trường chỉ của là mình em chuyển đơn vị thôi. Thì quê em ở đâu? Quê em ở Bình Định. Người ta nói là ai về Bình Định mà xem con gái Bình Định cầm roi đi quyền à. Nhưng mà thường thì người ta sẽ lái ra là kiểu giống như là con gái Bình Định cầm roi đánh chồng. Cầm roi đánh chồng, cầm roi đánh chồng. Nên là một phần vì vậy nên là nhiều người nghĩ là con gái Bình Định rất là dữ dằn vân vân. Nhưng mà thật sự ra là cũng tùy, con gái tụi em Bình Định rất là hiền. Điểm mạnh em biết là gì? Em thấy em có thể hát, có thể nấu ăn. Mà nói chung là điểm mạnh của em là có khả năng sao chép. Có nghĩa là em thấy người ta làm cái gì em đều có thể làm được và làm tốt. Ghê à. Thì còn chần chờ gì nữa. Bây giờ mình không quýnh võ, mình không đi đường quyền thì mình ngồi từ chỗ mình hát cho mọi người đều nghe nè. Vậy là từ nay hết ế rồi vì đã có anh ân đời. Con tim em lạnh giá bao năm vì đã có anh sưởi ấm. Cành hồng anh vừa trao tay, nồng nàn tình càng thêm say. Hứa với em một lời rằng anh sẽ yêu em mãi muôn đời. Hay quá trời. Mà điểm yếu thì là sao nè? Khi em khá là nhạy cảm nên là em nhìn vào là em nghĩ là người ta đang làm tổn thương mình. Nhạy cảm quá thì thành ra là đa nghi. À, bây giờ thời gian rảnh rỗi hay là em có một cái thú vui giải trí gì không? Dạ có. Dạ, bên kia là người ta nhậu đó. Bên đây là dạ, mình làm gì ạ? Dạ cũng có. Có nhậu luôn? Dạ em biết nhậu tại vì em là dân kinh doanh mà. Tửu lượng bao nhiêu à? Em chưa say lần nào. Em chưa say lần nào. Lâu quá chưa ai làm ta say lần nào luôn à. Coi như là có một bạn nhậu bên đây nữa rồi đó. Thông rồi. Tin bạn ghế màu xanh. Thôi bây giờ mời chàng trai ở ghế đỏ, mời em giới thiệu thông tin nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh chào em Minh Đạt, anh chào hai bạn nữ bên kia. Em tên là Võ Nguyễn Thanh Tâm, em ở Đơn Dương, Lâm Đồng. Hiện tại mình đang ở Lâm Đồng luôn. Dạ. Mới xuống đây ghi hình thôi. Dạ, em xuống hồi nào? Dạ, em xuống hôm qua. Hôm qua, dạ. Chị nào về? Dạ, chắc mai vậy. Rồi nếu có bạn gái ở lại chơi thêm ít bữa được không? Dạ, được. Được. Dạ. Rồi mình làm công việc gì nè? Dạ, em làm nông chị. À, làm nông mà sao tướng ốm vậy rồi làm nổi không? Dạ, làm nông mà làm chủ. À, làm nông mà làm chủ nha. Ghê. Tâm là Tâm năm, dạ. Năm nay nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 33. 33 rồi làm chủ là cụ thể là làm chủ làm sao? Về làm về cà chua rồi bắp sú rồi. À, dạ. cà chua bắp sú. Dạ. Rồi cái là mình kêu nhân công tới làm. Dạ. Mình thu hoạch rồi cái mình kêu vô tới trong vườn mình là mình bán luôn phải không? Dạ. À, mình có nhiều cái đất tinh bằng công hay bằng mẫu hay bằng cái gì? Dạ bằng mẫu. Mẫu được bao nhiêu mẫu? Dạ mẫu 8.
mẫu 8. Yeah. Rồi. Thì ngoài cái công việc này ra, trước đó thì em làm cái công việc gì? Dạ, trước đó là em có học trung cấp cơ khí chế tạo vậy. Em học ra trường xong em làm được 2 năm xong em về dưới quê em làm. Dạ, giờ có dư chưa? Giờ nè, thời điểm này nè có dư chưa? Dạ thì mấy năm nay thì em làm cũng dư được ít rồi chị. Nha, đủ rồi, vợ con rồi là được rồi, lo cho vợ con được phải không? Dạ. Sống với gia đình hay sống riêng? Dạ em sống chung với gia đình. À, dạ. Rồi nhà đông anh chị em không? Dạ có 2 anh em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì vậy Tâm? Điểm mạnh của em là hòa đồng vui vẻ, còn điểm yếu của em là không biết nhậu với lại có hút thuốc. Bớt lại nha. Dạ, dạ. Tới em đó. Dạ em xin chào chị Cát Tường, anh Minh Đạt và hai bạn nam. Em tên là Bảo Châu, năm nay em 33 tuổi. Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác thường. Dữ dằn nha. Rồi ta. Công việc ở quận mấy à? Dạ em ở quận Nhất. Ở quận Nhất. Dạ. Là nhà của em hay là nhà thuê à? Dạ nhà của em luôn. Nhà của em ở với ai? Ba mẹ hay là ở mình? Dạ em ở với ba mẹ với một chị gái. Con đường mang tên của ai nữa nào? Của Trần Hưng Đạo luôn nhất. Đối diện công an thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Ngay cái vùng đất mà cũng chị Tường đang muốn ra đó. Rồi giới thiệu một chút xíu về bản thân đi nè. Em làm về lĩnh vực khách sạn nhà hàng. Em là trợ lý tổng đài của chị trưởng tiếp tân. Làm công việc đó bao nhiêu lâu rồi à? Dạ em mới vô thử việc kiếm việc mới. Vậy trước đó em làm việc gì? Hồi đó thì em cũng làm ở trung tâm huấn luyện bay. Dạ của Việt Nam. Là em huấn luyện cho mấy anh đó? Không, em làm ở phòng của giống như là phòng tuyển sinh, phòng học vụ á. Là phải qua phòng em trước rồi mới dạ. Điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em thì em là tính cẩn thận, có trách nhiệm. Khi mà ví dụ chị trưởng tiếp tân giao việc gì thì em cũng làm đầy đủ. Không hiểu thì hỏi. Có vẻ sách giáo khoa quá nhỉ? Không hiểu thì hỏi, nhưng mà ví dụ như cho người ta cho deadline thì mình phải cố gắng mình làm xong. Rồi em biết sắp xếp công việc cái nào trước, cái nào sau. Bà chị, công việc. Dạ. Mình chia sẻ chứ không phải phỏng vấn. Thôi tôi mất vô, có vẻ gặp tôi chứ hơi tường trình quá. Em mới biết sắp xếp để kia thoải mái thôi, không có gì hết. Dạ. Đó là điểm mạnh của mình. Còn gì nữa không nè? Biết nấu ăn không? Dạ, biết nhảy đầm. Em á hả? Tập thể thao, cũng tập võ. Wow, tập võ luôn. Môn võ gì à? Em học judo. Judo. Rồi còn gì nữa? Điểm mạnh gì nữa nè? Chơi thể thao, nhảy aerobic cho nên. Thì giờ em còn chơi mấy môn đó không? Dạ cũng còn. Nhảy. Tập thể dục thể thao đồ là mạnh mẽ. Dạ, tính em hơi bị nam nhi một chút. Hơi bị nam nhi một chút. Điểm yếu là gì? Điểm yếu hả? Em thấy em không đẹp như mấy chị diễn viên, nghệ sĩ, dẫn chương trình rồi ca sĩ. Em thấy em không đẹp như mấy chị diễn viên, nghệ sĩ, dẫn chương trình rồi ca sĩ. Bây giờ so sánh với mình với lại những người khác là mình xấu hơn họ này kia, là mình đang hạ thấp bản thân mình. Thời gian rảnh rỗi em sẽ sử dụng thời gian đó để làm gì? Phụ ba mẹ, làm công việc nhà, nấu ăn, nghe nhạc, xem phim. Rồi ví dụ như đi ăn với đồng nghiệp, đi chơi với bạn bè. Dạ. Có vẻ rất là yêu thương đồng nghiệp ha. Dạ mấy anh chị tốt. Tốt rồi. Dạ. Ai xúi em tới chương trình này? Dạ chị em. Ở nhà có mấy chị em? Dạ một chị. Hai chị em. Bà chị có gia đình chưa? Dạ chưa luôn. Nào rủ bà tới đây luôn chứ. Bà cũng có đăng ký nữa đó. Vậy hả? Chắc là sắp tới bà đó. Thôi nói chung là ngày hôm nay là tự tin lên nha cô gái. Dạ. Rồi. Rồi. Bây giờ thì để hiểu nhau hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu một chút xíu về tình trường quý vị nha. Ghế màu xanh, tình trường của em như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? 6 mối tình. Những cái mối tình nào mà để lại cho em những cái dấu ấn nó đặc biệt rồi, hay là ảnh hưởng đến cái suy nghĩ cũng như quan điểm sống của em, sâu sắc với em? Ví dụ như bạn gái gần đây nhất của em thì... Gần đây nhất thì sao? Yêu nhau 2 năm, xong về ba mẹ không cho cưới. Ba mẹ ai không cho? Ba mẹ bạn đó không cho cưới. Lý do? Nói là xem bói coi ngày coi tuổi gì đó em không biết. Trời không hợp ơi. Tuổi hay là thế nào phải nói lý do chứ. Cô đó tuổi gì? Tuổi khỉ. Thân. Em là mẹo. Ủa dần thân tỵ hợi mới tứ hình xung chứ đâu với mẹo đâu có kỵ đâu. Coi bói mà đâu phải coi chùa. Vậy cái chia tay. Dạ. Vậy là tình yêu chưa đủ lớn em ơi. Dạ cũng không phải, tại vì nhà bên kia không cho. Không cho thì cũng phải là đấu tranh chứ. Tuổi này ai cũng tự lập được hết trơn rồi. 35 với 30 rồi mà tự nhiên gì không hợp tuổi rồi chia tay. Chín mùi rồi. Chia tay được bao lâu rồi? Dạ cũng mấy tháng. Mấy tháng thôi. Mấy tháng. Trước đó năm mối tình kia có mối tình nào sâu đậm đặc biệt nữa không? Có một bạn kia em yêu nhau xong bạn nó mới nói là bạn đó đăng ký kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới. Trời đất ơi. Là sao? Quen bao lâu? Chớ quốc luôn hả? Cũng mấy tháng. Quen mấy tháng? Mấy tháng nửa năm gì đó. Xong bạn đó nói vậy rồi em cũng thì mới đầu thì cũng không nói gì, nhưng mà lúc sau về sau thì em tìm hiểu thêm
em biết là ở Việt Nam là tính như vậy là kết hôn rồi nên là thôi. Nhưng mà khúc em quen với bạn đó vậy thì cái người chồng của bạn đó đâu mà để em có thể là với bạn đó quen nhau được? Hai người đó gây lộn rồi chia tay. À, vậy em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì muốn tìm một người bạn gái làm công việc giờ hành chính, hiền lành ngoan ngoãn, ở mấy quận hay huyện xa quá em đi không nổi. Trời đất còn sợ xa nữa, tình yêu mà sợ xa gì trời ơi. Em ở quận mấy? Em ở quận 2. Quận 2 rồi, quận 2 qua quận 1 là xa hay gần? Dạ gần. Trời ơi, quận mà... là được mà huyện cũng được, xa quá em đi không nổi. Trời ơi, không xa đâu, quận 7, một người quận 7, người quận 1. Dạ. Ngoài ra còn có tiêu chí gì khác nữa không, mà tại sao phải là làm giờ hành chính? Nghĩa là bạn đó làm văn phòng hay làm công sở à, gì đó. Có nghĩa là cũng phải có thời gian đi về với gia đình, chứ còn những cái giờ mà làm hôm làm đêm là không được đúng không? Dạ không phải, là có công việc ổn định là được. À vậy dạ. Thì nếu nói tự nhiên làm giờ hành chính, ta muốn làm gì ta làm, miễn có công việc ổn định thôi chứ. Có đòi hỏi là mức lương bao nhiêu, thu nhập bao nhiêu, như thế nào, cuộc sống tự lập gì không? Thì em cũng muốn tìm một bạn gái mà tự quyết được việc cưới hỏi yêu đương của mình. Sợ mấy vụ kia rồi phải không? Ở gì nữa? Ừ, dạ vậy thôi. Ngoại hình? Ngoại hình thì bình thường rồi đó. Bình thường là sao? Giống em được không? Dạ không. À, vậy sao em la bình thường? Sao? Chuyện ông này lên mà không có tiêu chí gì đàng hoàng, sao mà lựa được người? Mình nói rõ ràng mình mới tìm được đúng người chứ. Bình thường là không xấu quá chị. Bình thường là không xấu. Ai biết như thế nào của em là xấu, như nào là đẹp? Nào đẹp? Cao thì 1m50 trở lên là được rồi. 5m đó lên. 5m54 trở lên là được. Rồi. Tóc cơn dài, à? Tóc ngắn? Tóc dài. Hiện đại hay cổ điển? Hiện đại thôi mà. Kiểu như ăn bận hơi sexy xíu được không? Dạ được. Có xăm mình chút được không? Dạ không. Vậy là cũng chưa có hiện đại. Tạm vậy đi, cô gái bình định. Chuyện tình yêu dạ. Như thế nào? Chính thức thì 2 mối tình ạ. Còn một cái mối tình thứ 3 thì chỉ là mới đang tìm hiểu thôi. Nhưng mà nó được tính là một mối tình là tại vì em có tình cảm với người đó. Người ta nói là trong cuộc đời của mình á, mỗi người á sẽ gặp có tổng cộng là 4 người. Người thứ nhất là người thương bạn nhưng mà bạn không thương người ta nên là không thành. Người thứ hai, mình thương người ta nhưng mà người ta không thương mình nhiều nên cũng không thành. Người thứ ba là người mà mình nghĩ là mình với người ta thật sự rất là hợp nhau nhưng mà không biết vì một lý do nào đó, nói chung là cũng không thành, là tại vì không có duyên hay là như thế nào đó thôi. Và người thứ tư là cái người mà mình không nghĩ là của nhau nhưng mà lại đi đến hôn nhân với nhau. Thì cái thứ tư là cái người mà em chưa biết đó là người nào. Hay quá trời. Bây giờ cụ thể kể cho cái mối tình đó đi. Chi tiết cái mối tình thứ ba đó coi, là mối tình gần đây nhất đúng không? Dạ. Rồi mối tình đó như thế nào? Tức là em thấy anh đó có một cái quá khứ tuổi thơ hơi bị tương đồng với lại quá khứ tuổi thơ của em. Rồi cái thứ hai nữa là về mối tình mà ảnh đã trải qua trước đó thì nó cũng khá giống với lại mà mối tình thứ hai mà em đã gặp. Rồi cái thứ ba nữa là một sự trùng hợp hay là ngẫu nhiên hay là vô tình gì đó, mẹ của anh lại là bạn trong hội mà đi thả cá thiện nguyện với lại anh chị mà cứu mang em khi mà em vô Hồ Chí Minh. Là dòng anh chị đầu tiên. Có cơ duyên đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là em nghĩ là em với anh thật sự rất là mát nhau, rồi có sở thích giống nhau là thích đi du lịch, đi phượt, nên là em có tình cảm với anh nhiều. Chứ thật ra thì anh nói là anh chưa có đủ thương nên nhưng là cũng... quen được bao lâu? Hai người có chính thức quen nhau không? Được bao lâu? Tầm khoảng 3 tháng. Mối tình đầu của em cũng là 3 tháng. 3 tháng chia tay 3 lần. Và lần nào bạn cũng khóc. Em thấy khóc thêm tội quá nên là quay lại. Nhưng mà thật sự bản thân em nghĩ á, em mà lấy người nào á thì phải là người em thật sự thương. Còn nếu như mà em không thương á thì em sẽ dễ bị ngoại tình. Dạ. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người mà em đặt hết lòng tin rồi, hy vọng. Ở mối quan hệ thứ hai thì em đã bị tổn thương. Chính vì vậy nên là tiên quyết đối với em thì cái người bạn mà sau này em quen không có một mối dây dưa gì với người cũ. Thẳng thừng luôn ha. Thẳng thừng với quá khứ, tuyệt đối với quá khứ. Không bạn bè gì hết. Thì đúng, người ta nói là tuyệt giao với quá khứ. Bạn bè với lại những người cũ luôn đúng không? Cắt đứt luôn, rồi, tại vì đối với em cũng vậy mà. Em cũng không có liên hệ gì với người cũ hết. Rồi. Cái thứ hai là chung thủy. Tại vì đối với em, em đối với tất cả các mối quan hệ luôn, từ bạn bè cho đến người yêu, em luôn dùng cái sự chân thành để mà đối với tất cả mọi người. Rồi, mời tiếp bạn trai ở ghế đỏ. Tình trường em như thế nào? Em đã trải qua 3 mối tình. Rồi, kể chị nghe coi cái nào làm cho em phải rúng động nhất. Là mối tình sau cùng, quen qua bạn em giới thiệu. Cũng không gần nhà, nó cách nhau khoảng hơn 100 cây vậy. Quen nhau được khoảng gần 1 năm. Lúc đó tụi em xác định là chuẩn bị là cưới luôn vậy. Dạ, cuối năm là cưới. Xong rồi cũng về gặp hai bên gia đình. Xong rồi nhưng mà chưa nhắc tới chuyện là cưới. Bạn đó là làm ở trong công nhân ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Xong rồi cái thời gian đó là
tụi em vẫn liên lạc, nhưng mà cái thời gian đó là có 2-3 ngày là bạn kêu là mấy ngày nay anh đừng liên lạc với em tại mấy ngày nay em tăng ca. Ừ. Dạ, khoảng 3 ngày thôi. Xong rồi là trong thời gian đó là em không liên lạc. Xong rồi kia sang ngày thứ tư em liên lạc á thì bạn kêu là thôi mình chia tay, em quen người mới rồi. Thôi mình chia tay, em quen người mới rồi. Trời đất ơi, trong 3 ngày thôi là sang ngang liền. Có nghĩa là lúc đó là 3 ngày để mà đo là cảm xúc phải không? Cô đó cô đi với người kia phải không? Để cô thử phải không? Dạ. Sau đó em có tìm hiểu nguyên nhân không? Lúc đó em có hỏi lý do chia tay không? Dạ cũng có. Bạn nữ cùng phòng ở cùng phòng thì bạn kêu là trước đó là bạn nữ đó là có bị xỉu một lần. Ừ. Mà chắc là làm nhiều quá nên xỉu. Ừ. Xong rồi có bạn nam là cũng để ý bạn đó lâu rồi. Ừ. Cái chở bạn đó đi bệnh viện, xong rồi cái cũng hai người ta cũng quen nhau. À. Dạ. Có là quen cũng là trước đó rồi. Dạ không, quen cách đó là trước khi em chia tay là khoảng 1 tháng. À thì đó quen trước 1 tháng rồi, cái xong cuối cùng là cổ mới 3 ngày đừng có ấy, là để cổ chắc là cổ có một cái cú móc gì đó để cổ cân đo đong đếm lại phải không? Dạ đúng. Cái quyết định chia tay em luôn. Dạ. Lúc đó em phản ứng như thế nào? Chia tay nhưng mà em cũng chúc hạnh phúc thôi. Tại vì tính em là một, nếu mà đã không thương mình thương người ta nhưng người ta không thương mình thì thôi mình chết khóc. Giờ muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Có ngoại hình thì ưa nhìn. Ừ. Với lại cao khoảng 1m65 được rồi chị. 1m65 em cao nhiêu? Dạ em 1m7. Ủa kiếm chị cao dữ vậy? Em đâu cần cao dữ vậy, 1.5m được rồi. Dạ. Mang dài lên là được rồi. Dạ vâng. Miếng sau lùn hơn em được chị. À miếng sau lùn hơn em là được. Rồi ok. Ngoại hình mập ốm. Thích hiện đại hay là cổ điển hay là thích gu sao? Dạ ngoại hình thì ốm chị, còn em thích là theo kiểu hiện đại hơn chị. À. Nếu mà có xăm hình thì cũng được chị mà. Xăm hình được luôn. Dạ. Ông bắt dữ dằn ha. Nông dữ ha. Anh nông dân thì nhưng dữ dằn lấy vợ về thì cho vợ làm gì? Nếu mà vợ mà có công việc ổn định thì vợ vẫn cứ, nếu mà vợ vẫn thích công việc bên đó thì vợ cứ làm. Ừ. Dạ, em thì em công việc của em chính là đó là nông. Ừ. Cho nên là em nếu mà em để coi xem xét, nếu mà hai đứa làm được thì cứ làm thôi. Ừ. Bây giờ rủi như vợ, bây giờ đây hai cô gái này ở thành phố hết. Dạ. Rồi rủi như hai cổ không chịu lên trên Lâm Đồng rồi là tính sao? Thuyết phục mà nếu mà không được thì mình lại tính công chuyện mình vô trong Sài Gòn mình này. Tại vì em cũng có là em làm cơ khí giả tạo nên là cũng có thể như mình chấp nhận theo vợ vô Sài Gòn luôn. Dạ. Trời ơi hay dữ ta, vô làm cơ khí luôn hả? Dạ. Ngon lành. Tiêu chí quá rõ ràng. Cô gái quận nhất tôi nè, chuyện tình yêu như thế nào? Dạ em chưa có mảnh tình dắt dài. Chưa có mảnh tình dắt dài. Có lẽ là người ta thích mình nhưng mình chưa có để ý lắm, chưa có thấy ưng ý lắm. Chưa đó giờ chưa có nhớ nhung anh nào hết trơn. Dạ chưa. Mà giờ muốn có bồ chưa? Dạ muốn. Muốn có bồ thì phải mở cơ hội ra chứ, mở trái tim ra chứ. Muốn tham gia chương trình này nè. Ừ. Ở nhà có hối gì không? Có hối luôn. Ví dụ như mà tìm được đúng người vừa ý thì muốn chừng nào kết hôn? Dạ cũng phải ít nhất 1 năm tìm hiểu. 1 năm tìm hiểu. Dạ. Coi như giờ chưa có gì trơn, trong trắng trên nguyên luôn, chưa có ai nắm tay nắm chân hung hít gì luôn phải không? Chưa, ngoài đời. Chưa một lần. Dạ chưa. Thiệt mà. Thiệt. Đồng nghiệp nam có ai nắm tay mình chưa? Dạ chưa. Nắm tay đi chơi rồi này kia cũng có luôn. Dạ không. Chưa có một ai đồng khác giới mà nắm tay mình luôn. Chưa. Chúng tôi cho nắm tay tại chương trình được không? Được không? Được. Sẵn sàng không? Dạ được. Rồi ok. Rồi giờ đặt tiêu chí nè. Muốn tìm cần sao? Tiêu chí gì không nè? Thôi chung thủy, không bắt cá hai tay. Ừ. Ngoài hình dễ nhìn, cao trên 1m7. Mà cao 1m7 mà đòi trên 1m7 như vậy? Thì sao đổ lại. Đây có anh cao 1m7 nè, anh đòi gái phải cao 1m6 trở lên nè. Em được không? Tùy anh đó thôi. Bây giờ hỏi bây giờ giả tỷ, bây giờ cái anh đó anh ở xa tuốt trên Lâm Đồng, em thấy sao? Anh có chiều đi xuống đây không? À anh có đúng nói rồi đó. Cũng tùy, phải thuyết phục vợ trước. Mà nếu vợ không chịu yêu quá thì cũng đi cuốn gói xuống thành phố theo vợ. Mà xuống thành phố có chỗ ở không? Có, vợ có chứ. Ở đâu? Ở Trần Đạo. Nhà bự không? Trần Đạo. Cũng bình thường. Rồi tại vì có ba mẹ nữa rồi gia đình đông người rồi anh tơ xuống anh ở đâu? Dạ có ba mẹ em lo. Ở rồi bắt rễ luôn. Cũng có thể được. Chứ không chịu đi làm dâu. Dạ. Tại vì em cũng muốn chăm lo cho ba mẹ em nữa. Thì người ta cũng muốn chăm lo ba mẹ người ta vậy. Chở người ta cũng làm chủ mà. Ừ, nhưng mà nam phải nhường nữ. Trời ơi nam phải nhường nữ. Thôi cái chuyện này tự thương lượng với nhau rồi, nha. Thôi được rồi. Chứ tôi không biết à. Hỏi ý kiến người thân đi Tường ơi. Rồi bên đây thấy có, có chú lớn à. Nè. Mình mời chú trước nha. Dạ. Dạ các Tường chào chú ạ. Chú tên gì ạ? Tên Dung ạ. Mình là người nhà của bạn nào ạ? Bảo Châu ạ. Chú là cái gì của nó? Ba của Châu. Châu hả? Ba. Ba của Châu. Ba của Châu. Rồi đó chào hai bác. Chào bác đi kìa.
Hồi nãy giờ chú nghe, chú coi chương trình, chú thấy hai anh này, chú có nhận xét gì về hai chàng trai giấy xanh với cái đỏ này không? Chú thấy là ai có thể phù hợp? Cái đó để con gái mình tự tìm hiểu chứ mình cũng không có nói được. Rồi nhưng mà bây giờ chú nghĩ sao về cái chuyện là con gái phải đi đi theo chồng? Thì cái đó ăn thua bản thân của nó thôi, chứ mình không có nghĩ được. Mình đâu có điều khiển nó được, bây giờ nó lớn rồi, đâu có nhỏ nữa. Rồi nãy cổ nói là ví dụ như là giờ giả tỷ như là cổ không muốn đi theo chồng rồi, cổ muốn bắt rễ thì ý chú làm sao? Cái này chú đừng nói tùy à, tại vì này phải gia đình phải chấp nhận chứ, bắt rễ là về ở chung với chú á. Bắt thì bắt chứ không có gì đâu. À, bắt thì bắt. Mình theo con gái mình mà. Dạ. Ý kiến gái làm sao mình phải theo nó chứ. Rồi, cảm ơn chú. Chú có nhận xét gì về hai anh này không? Chú cho mỗi người vài câu nhận xét đi. Hai anh này cũng chững chạc thôi chứ không có gì. Đàn ông mà mối tình thì lúc nào cũng hai ba mối tình chứ là chuyện bình thường. Miễn là chưa vợ là được hả chú ha? Dạ. Dạ cảm ơn dạ, chú cảm ạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi em gái. Dạ em chào mọi người ạ. Em là em gái của chị Ái Như. Em ruột hả? Dạ đúng rồi. Cho nhận xét về hai anh hôm nay đi. Nãy giờ nghe hai anh nói thì anh bên ghế xanh thì em thấy anh không có hết mình vì tình yêu lắm. Còn anh ghế đỏ chắc là anh là người ít nói. Tại vì ít nói nên là em nghĩ là kèm theo đó là anh hơi bị vô tâm. Tại cái vụ mà té xỉu đó. Té xỉu. Rồi thiếu như bây giờ khuyên chị em thì em nên muốn nói gì với chị em trong lúc này? Nếu chọn thì em nghĩ chị em sẽ chọn anh ghế xanh. Ghế xanh, em nghĩ chị em như vậy phải không? Rồi, để xem coi là có trùng với ý của chị mình không nha. Rồi, chàng trai bên này. Xin chào chị Cát Tường ạ. Xin chào anh Hướng Minh Đạt. Ngày hôm nay thì em đến với anh của em, áo đỏ ạ. Anh nhà quê đỏ. Trên kia xuống luôn hay là ở dưới này? Dạ em ở trên đó em xuống luôn. Trên đó xuống chung luôn. Hai anh em luôn, anh em ruột luôn hả? Dạ đúng rồi. Ủa, vậy luôn hả? Anh em ruột hả? Anh em ruột luôn kìa. Ồ, rồi nãy giờ nghe chia sẻ đây rồi, ý kiến em về hai cô gái bên đó là sao nè? Nếu như mà chị ghế xanh á thì có vẻ là sắc sảo. Sắc sảo hả? Và chị ngồi ghế đỏ thì có vẻ là trầm tính. Để nên chọn ai á thì theo như em suy nghĩ thì vẫn nên là để cho anh em chọn. Là hồi nãy giờ cũng đã lắng nghe rất nhiều về hai người rồi thì vẫn nên là quan trọng nhất ở trong tình yêu vẫn là trái tim của mình mách bảo thôi. Bởi vì đơn giản thôi, không ai sinh ra mà đã hợp nhau hết á. Mình phải tự mình gắn ghép với nhau á. Tự mình nhường nhịn nhau thì mới sống được thôi. Chứ còn bây giờ mà nói mà để lựa chọn thì phải để thật sự người trong cuộc tự lựa chọn. Em có bạn gái chưa? Dạ em có vợ rồi. Có vợ rồi? Rồi. Em thì lấy vợ thì cách đây cũng gần được 9 năm rồi. Rồi bây giờ em nhiệm vụ em giờ giữ nhà, trấn nhà, lo cho ba mẹ để anh về Sài Gòn, thành phố ở được không? Cái được này không? Thì nói chung là cũng phải tùy vào hai người thôi ạ. Rồi, đó, mà em trấn núi nha. Nói trước rồi đó, em trấn núi chứ thấy nguy cơ này là xuống núi rồi đó. Được nhà không? Em thì thoải mái mà. Rồi, cảm ơn em trai dễ thương quá. Rồi. Rồi. Không còn chần chờ gì nữa Tường ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ Mở cửa trái tim. Rồi, tặng quà đi các chàng trai của tôi. Cảm ơn anh. Rồi, còn ai nữa ạ? Em tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chà, phát hiện có phần bự, phần nhỏ ha. Sao những loại cây nó giống nhau ha? Cảm ơn. Giống nhau hay khác nhau vậy em? Dạ, giống nhau. Giống nhau, để chị biết giống nhau chị khui một cái thôi, còn giác khác nhau tôi khui hết. Dạ em là mạng mộc nên là em rất là thích cây. Em tặng cái anh cây ạ. À giống nhau luôn phải không em? Dạ. Mạng mộc. Em tặng chị Cát Tường. Ủa tại sao lại tặng chị cái này? Đồ cái nhà hàng khách sạn của em. À nhà hàng khách sạn của em ha. Cảm ơn em nha, chị cũng đang đói. Lát nữa là xong chương trình chị ăn liền. Cảm Ủa, ơn sao em. Chị Tường có mà anh không có vậy? Dạ mỗi người chỉ có một phần. Trời ơi. Em xin lỗi. Tôi lại là người vận chuyển. Sốt hẳn như vậy rồi. Bây giờ tình cảm xúc của các bạn như thế nào trong lần đầu tiên gặp mặt? Thì em thấy hai bạn nữ cũng khá là xinh. À, trong người có chút xíu nào suy nghĩ gì lăng tăng gì chưa? Dạ, chưa. Rồi vậy mình sẽ cần tìm hiểu thêm để mình hiểu thêm nha. Còn em? Em cảm thấy hai bạn nữ cũng là khá là xinh và nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Rồi còn hai bạn nữ của mình thấy cái chàng trai của chương trình thì thấy như thế nào? Em thấy sao? Rồi em gái ghế đỏ nói trước đi, mặt thì cưng quá. Sao nè? Cười lên vui vậy đó. Thì hai bạn, hai anh nhìn đều tốt hết. Tốt. Rồi nhìn sao biết ta tốt vậy? Nhìn lúc nào nhìn... biết tốt? Nhìn biết luôn. Ừ. À cặp mắt của người quản lý nhân sự á. Như là xét việc qua chỉ không đó. Em biết coi tướng chút chút. Ôi ghê ạ. Nhưng mà tướng hai chàng trai này đối lập nhau nè, một chàng hơi như một chàng hơi thiếu. Thì em coi tướng thấy sao?
Nói chị nghe thử coi. Thì hai anh đều tốt hết. Một anh thì nhìn là biết là nghiêng về công nghệ thông tin rồi. Một anh thì nghiêng về trồng trọt. Trời, người ta giới thiệu rồi hồi mà nãy biết người ta nói hết rồi. Nhưng mà giờ thí dụ như không nói em cũng biết nữa mà. Phải không? Dạ. Hay giờ. Thật mà. Cái này là nghiêng về gì? Kinh doanh. Trời ơi, ghê quá. Nè anh này đi. Thì cũng trong trong này. Ô, bà nói cái chuyện mà cả thế giới ai cũng biết hết trơn á. Ôi hay quá à. Vỗ ta. Sao gì cũng biết đó ha. Mà nãy giờ này người ta chia sẻ hết luôn rồi đó. Rồi em gái ghế xanh, cảm nhận của em như thế nào? Em thấy hai anh khá là trưởng thành. Anh hôm nay nhìn thấy 10 điểm. Dữ ha, gì mà 10 điểm. Khoáng dữ vậy? Một anh số 1, một anh số 0, à. 10 điểm. Đó, người ta sâu sắc thấy không? Người ta rất là sâu sắc luôn. Rồi, thế bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn một cái chủ đề để mình cùng trò chuyện với nhau một chút xíu để cởi mở hơn và để có thể là hiểu nhau được nhiều hơn. Ở đây thì chị Tường thấy các bạn đều là những người ở cái tuổi mà dựng người vợ gả chồng hết trơn rồi. Mở chín mùi rồi. Chín mùi hết trơn rồi, cái tuổi này lấy là vừa chứ để nữa là cũng hơi mệt. Theo em quan điểm như thế nào về chuyện làm dâu hay là ở rể, hay là nếu mình ở riêng thì cha gia đình hai bên sao? Mình phải làm như thế nào để cho nó trọn vẹn? Em là cũng bị mấy vụ rồi đúng không? Em thì có lẽ là nếu mà đám cưới thì sẽ sau đó sẽ ở nhà em. Nhưng mà nhà em thì không có dính dáng gì vào chuyện vợ chồng của em hết. Gần nhà em thì có thuê người giúp việc. Cho nên là không dính dáng gì đến cho việc nhà phải làm. À, ở nhà chung với bố mẹ. Dạ. Nhờ là có người giúp việc cho nên là cũng không có quá nặng nề về cái việc là làm lụng trong nhà. Vẫn có thể đi làm đồ này kia. Nhưng mà sống chung với bố mẹ của em. Dạ đúng rồi. Ví dụ bây giờ lấy vợ, bây giờ quen nhau, tìm hiểu nhau thì bao lâu thì em tính tới chuyện kết hôn nếu em gặp được một đối tượng vừa ý? Tại vì năm nay em cũng 35 rồi. Em có cái ý định là từ 3 tháng là kết hôn. Rồi tới em, hiểu những câu hỏi chị hỏi nãy giờ chưa? Dạ, quan điểm của em về chuyện ở dâu, ở rể là tùy theo hai bên gia đình với lại hai đứa tương ái với nhau. Là tình cảm, còn em thì không quan trọng là bên nội, bên ngoại. Tại vì em có tư tưởng là khi mà lấy vợ là mình lại thêm được một người cha người mẹ nữa. Cho nên là không, mình cứ đối xử với lại cha mẹ vợ như là cha mình. Bao lâu nữa thì em có thể kết hôn được? Dạ em thì vài tháng hoặc năm gì cũng được. Quen nhau là sẵn sàng hết rồi phải không? Đúng đối tượng là lấy thôi. Dạ vâng. Rồi cảm ơn em. Mời em gái ghế xanh. Đối với em thì nhập gia tùy tục, con gái lấy chồng thì phải theo chồng. Bao lâu thì em có thể kết hôn được? Có một cái trùng hợp là em giống như bạn ghế xanh là 3 tháng. Em thấy khoảng thời gian như vậy là vừa rồi. Tại vì quen lâu quá, hiểu nhiều quá thì khi mà mình lấy nhau về mình không còn cái gì để mà mình tìm hiểu, nó không còn mới mẻ nữa. Nên là em thấy khoảng thời gian như vậy là đủ rồi. Rồi, cô gái non nớt thiếu kinh nghiệm nhất trong tình yêu nè. Bây giờ bao lâu thì kết hôn được? Năm đổ lại thôi. Bây giờ là lúc mà các bạn sẽ được nắm tay đối phương. Hồi nãy chị hứa cho nắm tay nhớ không? Không những nắm tay một anh mà bây giờ cho nắm tay hai anh luôn. Bây giờ hai chàng trai sẽ lần lượt bước qua, xin phép được nắm tay lần lượt hai cô gái. Mỗi người chỉ được 30 giây nhìn nhau để xem có cảm xúc với nhau hay không. Rồi chúng ta về vị trí để quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mỗi người có hai cơ hội như nhau. Xin phép em được nắm tay. Nắm tay chứ đâu phải bắt tay đâu. Cái làm ăn hả? Rồi ba cứng đơ luôn rồi. Trời bất cứ. Lần đầu tiên nắm tay người ta đó. Dạ. Rồi cái tay cũng cứng luôn rồi kìa. Em cũng không biết nói gì. Anh đơ em cũng đơ luôn. Hồi xuống đi em gái. Đợi anh khác tới. Xin phép em được nắm tay em. Dạ. Không biết nói gì. Cảm ơn anh chị. Không biết nói gì à. Cảm ơn em rồi xong. Rồi về. Coi nông dân chất phát thật thà nè. Em xin phép được nắm tay em. Nếu mà em có thích không gian mà lành lạnh với lại là có sương mù buổi sáng thì em về được ạ. Dạ em sẽ tiếp thu ý kiến. Cảm ơn. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Cho anh xin phép được nắm tay em. Nếu mà em muốn cái không gian mà ngôi nhà nhỏ xinh xinh trên đồi hoặc là câu cá ngắm cảnh buổi sáng thì mong em về được ạ. Và cho anh cơ hội để được làm quen. Rồi. Rất nghiêm túc, vậy? Đúng 30 giây, không hơn không kém. Có mới có 20 giây à. Dạ qua cầm thêm 10 giây nữa. Okay. Rất là dễ thương.
Bây giờ đến lúc quan trọng nhất là ông mai bà mối đã làm xong cái nhiệm vụ của mình. Bây giờ chúng ta hãy đặt tay vào nút bấm. Mỗi người chiếc ghế đều có hai cái nút bấm. Hai nút bấm. Mà nhìn về phía trước. Và bây giờ mọi người hãy hướng mắt về phía trước và nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Cái người bạn mà sau này em quen không có một mối dây dưa gì với người cũ. Cái thứ hai là Trung Thủy. Dạ, ngoại hình thì ốm chị. Còn em thích là theo kiểu hiện đại hơn. Nếu mà có tâm hình thì cũng được chị. Làm công việc về hành chính, hiền lành, ngoan ngoãn. Ở Trung Thủy không bắt cá hai tay. Ngoại hình dễ nhìn, cao trên 1m7. Và bấm à. Bấm. Chúng xanh. Ta có một cặp à. Một cặp đó là chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh và cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ. Cô gái ngồi chiếc ghế màu đỏ. Chà, hai người này đĩa nhau hồi nào tú hay vậy ta? Không biết luôn á. Hay à. Chúc mừng nào. Nhà quận nhất với quận 2 có vẻ gần ha, cho nó tiện ha. Dạ. Xin gửi tặng cho mỗi bạn là một sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi, gửi tặng cho em nha. Đây, chúc em thành công nha. Đây, tặng cho em luôn. Đây, tặng cho em. Và đối cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Còn đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng được tư vấn bởi ông mai bà mối rất là duyên dáng nha. Quý vị ơi, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Còn bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.